Chào mừng đến với Autodesk Build. Autodesk Build cung cấp một bộ công cụ giúp số hóa các hoạt động công trường và quản lý dự án được kết nối trong một nền tảng duy nhất để dễ dàng triển khai và áp dụng. Đồng thời đảm bảo rằng việc chia sẻ thông tin và quy trình làm việc được thực hiện trong một môi trường dữ liệu chung, được kiểm soát chặt chẽ và có khả năng hiệu chỉnh linh hoạt. Autodesk Build tích hợp các công cụ khác nhau, kết hợp với các quy trình triển khai tại dự án được tối ưu, giúp các team tham gia có khả năng quản lý chất lượng, an toàn và chi phí đến khi bàn giao dự án với chỉ một lần đăng nhập. Autodesk Build cung cấp thiết lập một nguồn tin tưởng duy nhất cho toàn bộ các team tham gia dự án, giảm thiểu thông tin sai lệch và giảm thiểu rủi ro của dự án trong khi việc thu thập dữ liệu được tiêu chuẩn hóa cho mọi dự án, và cho phép với vai trò lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định dựa trên những dữ liệu đã được tổng hợp thành báo cáo. Autodesk Build cho phép các team tham gia tại văn phòng và công trường cộng tác theo thời gian thực nhờ vào ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, khả năng tạo ra các API để trình, theo dõi việc tạo và sửa lỗi defect và cập nhật những thông tin mới nhất từ bản vẽ thi công. Autodesk Build đảm bảo rằng các thay đổi sẽ có sẵn ngay lập tức, giúp giảm các lỗi thông tin sai và làm lại. Autodesk Build cũng kết nối với quy trình công việc trước khi thi công trên nền tảng hợp nhất để cộng tác thiết kế, kiểm tra mô hình và quản lý chi phí. Truy cập vào Autodesk Build bao gồm các sản phẩm đi kèm là Code Management, Insight, Quyền Admin và Autodesk Docs.